bên mạng hôm nay làm sao ấy nhỉ? Hôm nay thầy Bắc đến sân ra sân khá sớm rồi. Đấy, con chó của thầy Bắc rất thích chơi với bóng. Chắc các bạn vẫn nhìn thấy không? Mình đứng hơi xa một tí. Đấy, một trợ lý huấn luyện viên đùa với con chó của thầy Bắc. Có vẻ con chó này rất khôn. Đấy, thầy Bắc vừa đá một quả bóng rất xa mà con chó vẫn có thể đuổi theo được. Nó đang chạy về với thầy Bắc rồi. Thầy Bắc chỉ cần vỗ tay thôi là nó quay lại. Có vẻ con chó thầy Bắc rất thích bóng. Chào bạn Mạnh Trần nhé, Trần Mạnh. Thầy Phát đã về nhà rồi.